Đông Phương bất bại hơn 20 năm mang danh Hồ Ly Tinh. Nhắc đến chuyện tình cảm của Lâm Thanh Hà, có lẽ khó mà bỏ qua cái tên Trần Hán, tài tử chiếm giữ trái tim của người đẹp xứ Đài suốt 20 năm thanh xuân và là nguyên nhân khiến cô tha hương đến Hồng Kông để tạo dựng lại sự nghiệp. Cả hai gặp gỡ và phải lòng nhau nhờ màn hợp tác trong phim Song Ngoại. Lúc này Lâm Thanh Hà chỉ là thiếu nữ 18 tuổi thơ ngây, trong khi Trần Hán đã là mỹ nam 26 tuổi sở hữu tổ ấm nhỏ với một vợ và hai con. Mối tình lén lút của cặp sao dai dẳng trong bóng tối suốt 8 năm rồi chia tay. Lúc bị phát hiện chuyện vụng trộm, họ đã đối mặt với làn sóng tẩy chay khắp Đài Loan. Lâm Thanh Hà trở thành con giáp thứ 13, Hồ Ly Tinh giật chồng bị bêu rếu khắp nơi, sự nghiệp tiêu tan, tình cảm đổ vỡ. Năm 1979, Lâm Thanh Hà quyết định tạm gác sự nghiệp để sang Mỹ học chuyên môn điện ảnh, nhưng đó cũng là chuyến đi trốn tránh tình yêu và tai tiếng. Khi Lâm Thanh Hà một mình lạc lõng trên đất khách quê người, thì Tần Tường Lâm xuất hiện. Anh thường xuyên bay sang Mỹ để an ủi động viên Lâm Thanh Hà. Năm 1980, Lâm Thanh Hà đính hôn với Tần Tường Lâm. Những tưởng cuộc đời đã bước sang trang mới, Lâm Thanh Hà lại bị cuốn vào mối quan hệ khó bỏ với Trần Hán khi tài tử dứt khoát ly hôn vợ và sang Mỹ tìm cô. Năm 1984, nữ diễn viên hủy hôn ước với Tần Tường Lâm, âm thầm quay lại với Trần Hán. Cả hai lẳng lặng bên nhau suốt 9 năm ròng rã, không hôn nhân, không ràng buộc và chẳng một danh phận rõ ràng. Mãi đến năm 1993, họ chính thức đường ai nấy đi sau hơn 20 năm gắn bó. Nhắc đến Trần Hán, Lâm Thanh Hà tâm sự, tôi đã không tìm được cảm giác an toàn khi ở bên Trần Hán. Còn với Tường Lâm rất biết cách chăm sóc người khác, tôi rất quý anh ấy, nhưng về mặt tình cảm thì... Lâm Thanh Hà thổ lộ. Hôm nay hãy cùng iFlash Profile tìm hiểu về cuộc đời của Đông Phương bất bại kinh điển nhất màn ảnh nhé. Ngọc Nữ xứ Đài. Lâm Thanh Hà sinh năm 1954 trong một gia đình bình dân vốn chẳng có chút liên quan gì đến nghệ thuật. Thế rồi trong một lần dạo phố, người đẹp được đạo diễn Tống Nhân Thọ phát hiện và mời đóng Song Ngoại. Tác phẩm nhanh chóng đưa nữ diễn viên từ một tân binh non nớt trở thành viên ngọc mới của làng điện ảnh xứ Đài. Nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh tú đầm thắm và đầy khí chất, mỹ nhân tuổi đôi mươi sớm khuynh đảo màn ảnh nội địa và lột xác thành ngọc nữ ăn khách nhất thời bấy giờ. Lâm Thanh Hà thuở ấy cũng được ưu ái gọi là quốc bảo nhan sắc của điện ảnh Đài Loan, với các vai diễn gây thương nhớ trong Em Là Cánh Hoa Rơi, Hạt Động Tương Tư, Tình Yêu Trong Sáng. Đặc biệt suốt những năm 1970, bà là nàng thơ của những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao. Khi sự nghiệp đang bắt đầu thăng hoa, cũng là lúc nữ diễn viên sinh năm 1954 gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Lâm Thanh Hà khi ấy bị cuốn vào mối quan hệ yêu đương với Trần Hán, mặt bạn diễn đã có vợ con. Sóng gió này đã khiến nữ diễn viên phải rời bỏ quê hương đến Hồng Kông gây dựng lại sự nghiệp. Gương mặt phản xuyến tiêu biểu trên màn bạc Hồng Kông. Đầu thập niên 1980, khi vừa chân ướt chân ráo gia nhập làng giải trí Hương Cảng, Lâm Thanh Hà gặp Từ Khắc, đạo diễn kim nhà sản xuất đang lên của điện ảnh Hồng Kông. Diện mạo xinh đẹp xuất chúng của mỹ nhân xứ Đài đã khiến nhà làm phim chọn bà vào vai nữ chính trong phim Kiếm Hiệp Thục Sơn. Cũng nhờ màn thể hiện xuất sắc trong phim, Lâm Thanh Hà ghi danh trong đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Tượng năm 1984, bệ phóng từ tác phẩm giúp nghệ sĩ xuất hiện trong hàng loạt dự án mới như Câu Chuyện Cảnh Sát Đóng Cặp với Thành Long, Mã Đao Đáng, Mộng Trung Nhân. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Lâm Thanh Hà ở Hồng Kông là giai đoạn đầu thập niên 1990. Nữ diễn viên thay đổi lối diễn xuất quen thuộc của mình, từ các nhân vật nữ duyên dáng yêu kiều chuyển sang đóng vai nam sinh khôi ngô tuấn tú trong hàng loạt bộ phim võ hiệp. Bà liên tục có các vai diễn thành công trong các phim Tân Long Môn Khách Sạn, Lộc Đỉnh Ký, Bạch Phát Ma Nữ Truyện, Lục Chỉ Cầm Ma, Thiên Long Bát Bộ. Đặc biệt vai diễn Đông Phương Bất Bại của bà trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Đông Phương Bất Bại trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên, đồng thời là tượng đài mà nhiều thế hệ diễn viên trẻ khó mà bị kịp. Lâm Thanh Hà bấy giờ là phúc tinh của nhiều nhà làm phim tài danh, ăn khách bậc nhất màn ảnh xứ Cảng Thơm. Từ Khắc đánh giá người đẹp họ Lâm là ngôi sao không thể thay thế. Trong khi đó, Châu Tinh Trì không ngần ngại tiết lộ, nữ diễn viên yêu thích nhất của anh là Lâm Thanh Hà. Vẻ đẹp Châu Tinh Trì mê mẩn, nhà văn Kim Dung khen ngợi.
Vẻ đẹp của minh tinh gốc Đài Loan cũng từng khiến sao phim Vua Hài Kịch phải suýt xoa khi Lâm Thanh Hà mặc trang phục nữ nhân. Cô ấy là mỹ nhân đẹp đến mê mẩn, nhưng khi khoác lên trang phục nam nhân, cô ấy là mỹ nam vạn người say đắm. Nhan sắc đỉnh cao cùng thần thái bất phàm của Lâm Thanh Hà từng được cố nhà văn Kim Dung khen ngợi hết lời và gọi cô là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp vô song. Cô cũng được tôn vinh là một trong tứ đại mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hồng Kông, bên cạnh Quang Chi Lâm, Lý Gia Hưng và Trương Mạn Ngọc. Trong hơn 20 năm gắn bó với nghiệp diễn, Lâm Thanh Hà đã kịp bỏ túi hàng trăm tác phẩm điện ảnh từ tình cảm, kiếm hiệp, hài đến thể loại tâm lý. Tính đến nay, ngoài danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã năm 1990, với vai diễn trong Cồn Cồn Hồng Trần, mỹ nhân này liên tục lỡ hạng với các danh hiệu cao quý của điện ảnh Hoa ngữ. Đáng tiếc hơn, từ khi kết hôn năm 1994, khán giả không còn thấy nữ nghệ sĩ tài sắc xuất hiện trên màn ảnh như trước. Tháng 4 năm 2018, sau 23 năm giải nghệ, Lâm Thanh Hà vinh dự được trao giải thành tựu sự nghiệp tại lễ trao giải Liên hoan phim Viễn Đông Udine lần thứ 20 diễn ra tại Ý. Cuộc hôn nhân với tỷ phú Hồng Kông. Không lâu sau khi chia tay mối tình sâu nặng với Tần Hán, Lâm Thanh Hà bất ngờ lên xe hoa với tỷ phú Hình Lý Nguyên vào năm 1994. Đám cưới xa hoa của cặp mỹ nhân đại gia sau 6 tháng hẹn hò đã khiến cả Hồng Kông xôn xao. Dẫu chênh lệch ngoại hình, vợ chồng minh tinh sinh năm 1954 vẫn chung sống hòa hợp, hạnh phúc và có với nhau hai cô con gái xinh xắn. Lâm Thanh Hà từ một minh tinh màng bạc trở thành phu nhân tỷ phú. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ diễn viên huyền thoại một thời khiến nhiều người trầm trồ. Với kho đồ hiệu đắt đỏ, theo thống kê của Forbes năm 2022, Hình Lý Nguyên sở hữu khối tài sản 2,1 tỷ USD và góp mặt trong danh sách 50 người giàu nhất Hồng Kông. Doanh nhân khét tiếng này được biết đến là người yêu chiều vợ khi từng tặng Lâm Thanh Hà nhiều bất động sản giá trị, trang sức xa xỉ, các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. Năm 2014, kỷ niệm 20 năm ngày cưới và cũng là sinh nhật tuổi 60, Lâm Thanh Hà được ông xã tặng nguyên một biệt thự trị giá 140 triệu USD, hơn 3.200 tỷ đồng làm quà. Đại gia họ Hình cũng nhiều lần chi số tiền lớn chỉ để làm vui lòng vợ. Nói về ông xã Hình Lý Nguyên, Lâm Thanh Hà tỏ ra rất vui vẻ. Ở bên Lý Nguyên, tôi có cảm giác rất an toàn. Anh ấy đã cho tôi một cuộc sống như tôi mong muốn. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được ở bên anh. Trong gần 30 năm chung sống, vợ chồng Lâm Thanh Hà nhiều lần vướng tin đồn ly hôn vì bà không sinh được con trai, khiến chồng ngoại tình để kiếm quý tử. Trước những lời bàn tán xôn xao, nữ diễn viên từng đưa ra phản hồi vào năm 2019. Tôi hy vọng mọi người không tin chuyện đó bởi nó thật nực cười. Bà cũng có mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ của Hình Lý Nguyên và chăm sóc dạy dỗ con gái riêng của chồng như ruột thịt. Và đây chính là cuộc đời của diễn viên Đông Phương Bất Bại kinh điển nhất màn ảnh. Bạn nghĩ sao về cuộc đời của bà? Hãy để lại comment bên dưới cho tụi mình biết với nhé. Nếu thích video này thì hãy để lại một like và một subscribe nhé. Nếu muốn tụi mình làm thêm về nhân vật nào thì cũng đừng ngần ngại để lại comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.